đóng cửa. Có đưa cơm cho nó không? ABCD giùm em đi mấy chế. Cuối tuần đi tiệc tùng hết thì không thấy ai. Size M nhưng mà phơm nhỏ tầm S là được. Em này là 61 cho đến 68. Thì cái lát để đi đi 61 68, còn cái nào chưa đi. 61 68 nha mấy chế, màu quá đẹp luôn, cái này là nó dính. Nó ấy xíu. Giặt được nha mấy chế, 130. 130 mã xanh. Nét luôn hả chị, chưa mài chưa chốc. Em này size M, ngực 83, 87, cái này hơi bị dính dơ nha, dơ giặt được nha mấy chứ. 70k, mã trắng. Size S kiểu xinh quá nè. Mà sao dây ngực 82 đổ về. Mà trước cổ chữ V, 80k, mã V. Size này size M luôn. Size M ngực 83, 88. Ngực 83, 88 cho mấy chế 60k mã rằng. Mã V cho chị Hương Đặng xin mút liền không? Để quên. Nhà thiếu mút mà mang nhục luôn, 80. 60 mã rằng nha mấy chế. Size S lớn ngực 83, 84 đổ về bút liền. Nó để mời mà tầm S thôi bút liền nha, 50k. Mã dây. Size S dáng rớp tớp ngực 80 đổ về 45k. Mã 80. Còn Adidas size S dáng thể thao, nó có cái cạp kiểu thun kiểu này nha mấy chế. Này cho mấy chế 120 thôi. Mã thể thao. Dây. Dây 50 cho chị Phương lần ạ. Size M. Size M nhỏ em 6672. Em 6672 100k mã tím.
873 90k mã xám tím cho thì trang này. Rồi để riêng luôn đi. Con đó. Con này size S. Ừ, đi luôn. Size S ngược 83 đổ về 60k. Mã dây xám. Xe S nha. Xe S cạp cao cái em này là 62 cho đến 68. Chun mông này, một con hiệu của 150. Mã 15. Xe S luôn nha, 60-66. Nha 60-66. Màu lạ chứ mới chế 130. Mã xanh lạ. Xanh lạ lạ quen quen. Rồi cái này cũng là size S luôn. 35k. Mã hồng. Xanh lạ 130 cho Thùy Trang. Con này size SM, M nhỏ, ngực 82, 86, 60k, mã lưới. Con này cũng là M nhỏ, ngực 83, 87, mút liền, 60k, mã liền xám. Con này đẹp đây, mút liền sẽ S nè. Mút liền sẽ S em ấy chứ. 70k mã liền xanh. Uni Willo này nó để M mà tầm S lớn thôi. Ngực này 85 đổ về mặt đẹp nha. Của Uni màu rêu rêu. 65k mã rêu. Một em hiệu gì chữ V là size L, L lớn. Em này là 78 cho đến 85. 78 cho đến 85, size L lớn. 78, 85, 100k, mã tím. Hoa quách nè, 70. Một em hiệu gáp, size S nhưng mà form M. Con này size S nhưng mà form M, em này là 69 cho đến 74 cũng được. Chắc rất là đẹp của gáp. Em 69, 74. 150, mã họa tím. Em kiểu size S, em 60-66. Em 60-66 dạng kiểu kiểu. 90k mã phối. Mã tiết cho Tuyết Nhung lên. Có, bữa nay có quần ống suông nó Tuyết Nhung lên. Size L. Size L của Mulawe. 90k mã dây. 150. Mọi em đỏ đô size L luôn. Size L cái eo này là 77 đến 83. 77, 83. Con này đẹp lắm nè. Cái này quần suông xíu coi đi. Tại vì coi cái form đi rồi rồi ấy nha. À, cho mấy chế con này 120. Mã đỏ đô. Đó là 20k. Size SM. Mã 2 dây. Adidas. Adidas này size M. Size M eo 69 đến 74. Eo 69 đến 74, 75 bông chen cũng được. Thế này nó co giãn tốt. Eo 69 75. Nó có rằng rằng mấy cái chữ nè. Chữ nó ấy nha, 160. Mã chữ. Con này size S luôn em, 61 cho đến 67, 90k. Mã 90. Bút liền size M. Size M ngực này 83, 87. Chỗ này nó dính cái gì đây tí xíu.
Em sale 35k cho mấy chế. Mã khóa. Mã khóa. Ở đây đứng hay gì vậy? Đúng. Sai mờ. Mày nhìn nó muốn chết. Eo 72 đổ về 100k. Mã sọc xanh. Sọc xanh trận tết gửi lao đây nha. Áo kiểu rất tớp nè. SM 40k. Mã đen. Con này cũng size M. Chất gân dày dặn nha mấy chế. 50k. Mã xanh. Con này size ML. Ngực 86, 91, 35k. 35k mã. Mã 3 lỗ. Thu Hường. Hình như Thu Hường bữa còn đơn bên đây hả ta? Mấy chế có đơn chủ động inbox đi. Ví dụ mấy chế lỡ lấy có một cái thì mấy chế cũng inbox coi là có giữ hay không. Mấy chế coi như là auto 40. Thu Hường auto giữ xe cho mấy chế. Còn thích thì giữ, không thích thì bỏ. Size L 35k. Ngực 86, 91. Mã cài xong. Cái này giúp. Một cái giúp này là size M. Sang bên này size L nha, size L 60k. Mã liền. Nè quần ống suông nè. Mài của Lulu nha. Cái này tầm size M á, mà cái này nó dạng nó ngắn chứ nó không phải dài. Hình như cái này có hai cái thì sao. Quần ống suông. Quần ống rộng chứ không phải ống suông. Quần ống rộng mà dạng lửng á. Chất tập của Lulu rất là xịn luôn. Hello em. Rồi cho mấy chế 120 nè. Mã 12. Màu đỏ mận là size S. Ngực 82 đổ về 75k. Mã 75. Size M vút liền. Tự nhiên nó dính gì đây của ai luôn trời. Dính luôn rồi. Em thoát ra em. Ủa dính luôn. Không coi được mấy người coi. Size M muốn liền ngực 83-87 nè. Hiệu Domios nha 70k. Mã liền hiệu. Tự nhiên nó dính cái đó mà không có coi được bao nhiêu người luôn. 75 là cho hoa quá. Không coi được bao nhiêu mắt xem. Size M 35k mã khóa tím. Một con áo kiểu nữa nè. Trời ơi xinh xẻo. Xinh xẻo luôn mấy chế ơi. Liền hiệu 70 cho chị Phương lò gạch. Kiểu giặt bầu bầu. Size SM 70k. Mã bo. Con khóa này size S luôn 35k. Mã tím S. Con hiệu này đẹp là size S nè. Eo này là 60 cho đến 67. Cạp cao là 100k. 100k mã xám cao. Chắc đẹp lắm. Bo 70 cho Nguyễn Danh Vi. Cổ yếm của Mulawe size 6 tầm M. Ngực 83-87. Ngực 83-87 80k. Mã yếm xanh. Size L nhỏ. Eo 72 cho đến 77. Eo 72-77. Chất đẹp lắm. Ừ cái đó đẹp. Rồi cho mấy chế con này 140 nha. Mã xanh kiểu. Yếm xanh là 80 cho Tuyết Nhung Lê. Con này rất là đẹp luôn. Size M. Cái này giống của Kim Sát. M lớn.
ngực 85 cho đến 89 mặc được luôn. 80k mã dây xanh, xanh kiểu 140 cho Hương Trinh. Size M nhỏ nè, trời ơi, con màu đẹp quá. Eo này 66 cho đến 72. Eo 66-72 150. Cái màu nó ở ngoài nó hơi hơi đậm hơn trăm lai xíu, nó cái màu xanh bơ bơ mà nhạt nhạt nha. 150 mã 15. Áo hiệu Nike size S dáng crop top 100k mã áo. Size L, size L ngực 86 cho đến 91 40k mã sáng. Con này size XL 30k mã XL 15 cho cổng tự động, màu quá đẹp. 150 em này size L luôn, ngực 87-91 mút liền 50k mã liền đen. Cái khâu cất đồ đấy, cái khâu không có chỗ để đó. Đùi size L eo 73 cho đến 72 cho đến 76 72-76 80k mã hộc liền đen 50 cho Loan mua. Con này mờ nhỏ eo 65 cho đến 70 60k mã xám. Size XL eo 81 cho đến 82-87 82-87 mà sao nó màu đen, màu trước màu sau. 80k mã sọc. Áo Aria, con này mới thấy nó bị lỗi, nó bị lỗi cái phần trong thôi, ở ngoài không có sao. Size M á, nên mã tặng sọc như mấy chứ, nó không có khe nhét mút nha. Ôi nó bị rách ngoài luôn rồi, bị lỗi bên ngoài luôn rồi, nó bị bên ngoài luôn rồi em ơi, nó bị bên ngoài luôn rồi, có lấy không? M nhỏ được 84 đổ về những nay là 60k mã hiệu đen. Size L kiểu dáng rất tốt, kiểu này xinh. Ngực 87 cho đến 92 87-88-92 70k mã dây. Áo size S, cái này dính dơ giặt được nha mấy chế. 70k mã ba lỗ. Con S này siêu đẹp, siêu mới luôn. Một con áo hiệu size S nha, ngực 80 đổ về 100k 100k mã mận đi. Dây 70 cho Loan Ngô. Mã mận 100 size S luôn. Ngực 81 đổ về mút liền 60k mã liền sáng. Kiểu là size L có gì luôn không? Không có, bây giờ không có. Size L nhỏ nha, eo này 73 cho đến 76 73-76. Đây kiểu mặc lên nó lên phơn. Size L nhỏ eo 73-76. Em này 120 mã hồng kiểu. Em màu xanh cũng hơi bơ bơ, size L. L ngực 88-92 88-93 luôn. Dáng rớp tớp 70k mã cờ rớp. Rồi màu xanh đẹp nữa là size S nha, eo 60-66 cạp cao 140 mã 66. Size L eo này 74 cho đến 78 74-78
110, mã đỏ. Con này size M nhỏ ngực 86 đổ về. Hiệu cái cây là 45K. Mã hiệu tím. Size L, LXL bon chen này mặc nhớ và ra vậy đó, LXL bon chen nha. 30K. Mã tím. Size L nhưng mà này form M thôi. Hiện nay nó đánh L mà form M người 83, 87 luôn nha. Xin cho mấy chế 110. Mã bi. Tím. Tím cho loa ngô 30. Mã bi. Ravel, ravel. Size M luôn, eo 72 đổ về tầm 65 cho đến 71, 65 71. Đấy hả? Ờ nó bị 65 71 nha mấy chế. Cho mấy chế 100K mã sọc hồng, bi là 110 cho Tuyết Nhung Lê. Mã sọc hồng. Size M là 83 87 dáng rất tốt. M nhỏ là 83 87 70K. Mã hồng dài. Size M luôn, 30K, mã trắng. Mấy chế nào mua cho bé không mấy chế? Của HM này 20K, bé 25kg đổ về. Mã bé, hồng dài cho chị Chi Phương. Chi Phương 70. Con này bị dính màu đây tí xíu nha. Size FM. Ngực 8 này, size M nhỏ, ngực 86 đổ về 35K. Dính màu đây 35K mã áo bé 20 cho Nguyễn Kim Thuận. Rồi em này size XL luôn, 30K mã sáng. Size M 50 mã khóa. Size LXL ngực 8893. Ủa quên, 8897. Nó có dáng này nè, mình có thể dời ra dời vô được nha. Mút liền có cái khóa rất là mới, 60K. Mã liền đen. ML ngực 86 cho đến 90. Ngực 86-90. 60K. Mã xanh. Size L 87 cho đến 91 của CP Line, 60K. Mã hồng kiểu. Hồng kiểu. Ôi, chỉ có một con của Champion mặc được hai mặt nè, mới lắm là 35K của bé này. Bé này 30kg đổ về mặt đẹp. 35K hiệu Champ luôn, mã mã hiệu 2. Size L. Eo này 6, ủa eo 73 cho đến 78. 80K. Mã 78. Một con 35 cho Nguyễn Kim Thuận. Con hiệu Everlast size L nhỏ, eo 73 cho đến 77. 70K. Mã hiệu. Size S nhỏ ngực 80 đổ về 45K. Mã lưới. Mới lắm luôn. Áo kiểu dáng rất tốt nè. Size ML, size L ngực 87-92. 60K mã yếm. Mã yếm. Dáng rất tốt, size M 35K mã rêu. Họa tiết nè. Xinh lắm luôn. Con này size L nha mấy chế. Eo này là 74 cho đến 78.
74 cho đến 78 cây phố lưới nè. 140 mã 3D Adidas size S ngầu ngầu nè. Keo này 60 cho đến 67. 120 mã ngầu. Con màu mè, con bí. Size S, S lớn. S này eo 62, 68. Eo 62, 68. 125 mã cam. Con này SM eo 65 cho đến 70. 60k. Mã 60 luôn. Con put shoot, hit shoot gì đây. Này, con này size L nha, từ 80 87 cho đến 91. 60k. Mã 91. Cam cho hoa quách 1 2 5. Reebok này size XS eo 55 cho đến 65. Eo 56 65 của Reebok 140. Mã lỡ. Màu em hiệu Nike. Size M. Màu quá đẹp luôn. Eo 71 cho đến 75. 140. Mã 14. Tiếp tục con Sifilai size M. Eo 69 cho đến 74. Chuẩn M luôn, eo 69 74 kiểu dưới này mấy chị. 140 mã 74. Áo này mặc hai áo bra cũng được, nó mỏng nhẹ mát nha. Màu này 20k. Mã mát size M. Size XL 60k. Mã 3 lỗ 74. 74 74 là con này. Màu 40 cho tuyết nhung lê. Quần dạng jogger là size L. Size L XL bông chen. Eo 78 83. Eo 78 83. Dưới đây làm giống như là cái bo bo. Cho mấy chế con này 50 mã mã bo. Mút liền size L XL, size L thay người 8893. Size L người 8893 mút liền 70k. Mã liền xám. Em luôn luôn nè, size 4. Cầm size F eo 60 cho đến 66. Eo 60, 66. Tem nó nằm dưới đây nha. Cho mấy chế con này 140 mã 66. Rồi một em. Quá đẹp. Đây. Đơn giản, màu đẹp đẽ. Size S mới lắm luôn. 75k. Mã S 75. 66, 66 cho tuyết nhung lê 140. Liền xám 70 cho Hồng Vân Võ. Có đơn inbox cho em chốt đơn qua tin nhắn. Không có chốt qua số điện thoại nha, em không có đọc điện nha. Có đơn inbox nha, chốt đủ 100k em ship. Hồng Vân Võ. Đơn 100k đủ lên là em ship nha mấy chế, cố gắng chốt đủ. 70, con này 75 cho hoa quá. Size S nè, em này mới lắm luôn. Mới tinh luôn nha, 80k. Mã xanh mới. Size M. Eo 68 cho đến 73. Cho mấy chế con này 60k luôn. Mã phối. Size M nhỏ. M nhỏ eo 71 đổ về 90k. Mã 71 xanh mới cho Thùy Trang. 80. Chị Trường có nói đúng không?
con chị nó cầm bên cái đó, nó nói thế nào thì Trang cũng thích cái đó đó. Size L nhỏ bằng M là được nha. L 67 cho đến 73, 80, mã sáp cao. Con anh ta này siêu đẹp. Size M, M này M nhỏ luôn nha. L này 67 cho đến 72 của anh ta, khối rất là mới luôn, 140, mã hiệu mới. Đây quần loe size L nè, quần loe size L 80k, có hoa chứ nè, mã hoa đi, có cái hoa đi, mã hoa gặp luôn luôn thế này, quần ống suông, quần ống rộng chứ không phải ống suông. Hoa 80 nè, cho tuyết dung lên. Ngón rộng này ngoài chắc đẹp lắm mà, hình như cái này để em coi nó tới cái cổ chân không, dáng lùn lùn như em thì nó tới đâu. Ôi tới mắt cá ngon mà, mét 53 tới mắt cá ML nha. Eo này 71 cho đến 75, eo này 140, mã suông đi vì nó màu xanh. Hiệu anh ta size L nữa nè, eo 75 cho đến 79, eo 75, 79, 70k, mã đen. Chị cao 1m54 size S, size S này nhỏ thôi, ngực dưới 80, ngực 77 đổ về nè, của Adidas nha, 60k mã nhỏ. Chị mua mặc được bo hay là ống rộng hay gì chứ, mặc đùi. Size M 35k, mã đen cài. Fila, Fila tầm size M nè, cái đó thì sẽ bị ngắn tầm 65 nè. Fila size M, cái này áo vừa tăng vừa tập nha mấy chế, 80k, mã 80. Con này chưa size L nè, con này đẹp, 40k, nó thích cái loại này đúng không, 40k mã xám. CV Line size S, eo này 67 độ về, chất dai rất là đẹp luôn nha, dưới đây cắt 130, mã cắt, có người lấy gì, có người lấy chưa, cái đó bự mà, ML 70 mấy, 80 mấy chứ 16 mấy đâu ra. Nó là 86, 91. Phải. Cái này size L nha mấy chế, size L 50k, mã đen dài. Ờ, bị hột nước, không kỹ. Con xám nào 65kg hả? Không, áo xám 65kg không vừa nha, 65kg chiều cao nữa mấy chế. Cái đó ký không, không nội em cũng không biết nữa. Con này size S, S nhỏ nha, eo 55-63. Cái này đồ tập chứ mấy đồ thời trang mà nói theo ký. Eo 55-63 là 90k mã sọc. Đồ thời trang rộng chật xíu cũng, rộng xíu không sao, chật thì hơi khó chứ rộng ok. Đồ này rộng cũng không được. Lona bị cái dây á, giống như là để lâu á, nó bị cứng. Tặng cho mấy chế, nó ép lâu quá, để lâu quá, size M á, nó tặng M nha, tặng M. Cái này nó rắc 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 rắc. Xin cặp mút, nó 65, 65kg nè, mặc XL mới được. Tặng M, tặng M cho Chi Phương. Rồi nè, size này size XL nè, 65kg mặc được nè, 60, ngực này 90, 95, 55k mã dây đen.
Galenji. Galenji sang S ngược 82 đổ về 35 cao mã 82. Có đôi giới Nhật nè. Dài lắm luôn á. Ngon lắm luôn, mới chế 20k. Gỡ gạt lại kiện này rồi. Em khổ quá. Nó ra gì không? 20k. Mới quên à, nó mới lắm. Mã 20 mà nó dai lắm, em đã long thử rồi. Ok mới bán. Con này là size SM. Ngực 85 đổ về 60k luôn cho mấy chế mã 85. Size M. Eo 68 đến 73. Eo 68 73. 80k mã 73. Nè con này tặng nữa nè. Màu nó hơi ấy ấy. Sao sao. Mặc thì được nhưng mà như mình mặc ở nhà thôi, nó hơi màu nó hơi bị đốm 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 cũng luôn na nè, cũng tầm size M luôn nha mấy chế. Mã tặng 2 đi, lấy được 2 cặp mút. Mút nhà em không có, nó khui ra toàn không mút thôi. Tặng 2 của Thùy Trang size S nè, size S nha mấy chế. Xinh quá, 60k mã tim. Về nhặt nhặt tẩy tẩy luôn cho được. Size M 50k mã hồng. Size L, L nhỏ được 90 đổ về 35k mã sọc. Size S 90k mã áo 2. Mã hồng, mã hồng cho BB Phạm 50. Con này size M hiệu anh ta bút liền. Ngực 83 87. 80k mã liền hiệu. Size M 35k mã tập. Size L 20k mã xanh. Áo kiểu còn nguyên tem. Size M. Kiểu nó là vai bên luôn. Cho mấy chế 50k mã mới. Size M. Áo bơi size M 20k mã bơi. Mới cho Chi Phương 50. Con này size S nha, S phơm nhỏ được 79 đổ về. Ui, cứng luôn, 90k mã 90. Nhìn hàng nữa đi. Size M luôn nha mấy chế, 60k mã khóa hồng. Nè, chế nào 65kg con này mặc thoải mái nè. Size LXL, size LXL ngược này 89 cho đến 95. 55k mã sọc. 90 cho khanh hộ. Size L ngực 88 92 55k mã yên. Chín mươi. Size M ngực 83 87 mút liền 65k mã 65. Áo kiểu nè, áo kiểu nè. Size M 40k mã kiểu. Một con hiệu Romeo size S ngực 83 đổ về. Này S lớn ngực 83 84 cũng được. 55k mã họa tiết. Size M 50k. 50k mã sọc đen. Size XL ngược này 92 97. 92 97. 40k mã. Mã cỡ
syrup. Cái này HM nè, size ML. Ngực 8791. 80k mã 91. Tự nhiên nó bị dính cái đó không coi được bán được con. Size L nhỏ eo 72 76. Eo 72 76 80k mã sọc xanh. Size M luôn, hiệu Romeo luôn nha mấy chế. Ngực 82, 83, 87. 83, 87, 60k. Mã họa tiết. Một em màu xanh size M. Size M eo này 67 cho đến 73. Eo 67, 73, 110, mã 73. Size M 35k mã loan. Con này hơi dính màu xíu. Size L. Người 8791. Người 8791 mới dính xíu đây thôi nha. Đó. Rồi xíu ngoài sau nữa. 35k mã kem. 73. 73 110 cho Ngọc Nguyễn. Size XL 20k mã 20. Size L được 88 93. 80k mã hồng. Size LXL luôn mút liền được 88 93 luôn mút liền. 60k mã liền hồng. Này chất trơn có thể bơi được nè, size L luôn. Ngực 87 91 40 mã hoa. Ba lỗ size S ngực 83 đổ về 70k mã ba lỗ đen. Đây XL nữa nè, mấy chế size to. Quá trời bút liền. Cúp này cúp CD nha. Ngực 92 97 của Kalenji. Cứ phải to to nha mấy chế. 80k mã sọc xanh. Cổ yếm size ML cũng cúp B luôn nha. Ngực 87 91 65k mã yếm. Xanh 82 là cái nào. Ủa em đọc mã gì, đọc xanh 82 là cái gì? Là cái áo hay cái quần? Sọc xanh. Sọc xanh là ngực 92 92, 98 mút liền. Cúp CD. Cúp CD con này đúng không? Con này 80k là phải size XL lớn. 2X á, XL lớn á. Một con XL nữa nè. Ngực 91, 96 9196 nè. 60k mã hồng. 80k cho Thúy Võ. Thúy khác. Size M, M nhỏ eo 6772. 50k mã xanh đen. Con này size S luôn, eo 64 cho đến 69. 50k mã ngốn. Size S nhỏ eo 5563 hiệu Romeo 80k mã hiệu. Đây con XL lớn nữa nè, ngực 91 96 nè. 45k mã xanh đen. Size XL nữa nè. Ngực 91 96 luôn, 50k mã lưới. Size L. Size L ngực 88 92. Rất là xinh luôn, 60k mã đan lưng. Đan lưng. Con này XL. Mà
hay sao, nó là chữ ít á. Con này là size S. S M nhỏ ngực 82 86 mút liền hiệu Romeo. Cái viền này nó hơi nhạt màu so với cái áo một tí xíu nha, 35k. Mã liền tím. Mút liền size XL nữa nè. Ngực 92 97 70k. Mã ôi, con này này nó bị hơi ấy đây xíu. Mẫu đây nó hơi ấy xíu, chút xíu xíu. Cho mấy chế 35k đi. Mã liền hồng. Hiệu nay size XS, giống đồ chơi dữ. Ngực này có 76 độ về thôi nha mấy chế. 70k mã nhũ, mua cho bé mà cũng được, dễ thương. Liền hồng 35. Cho Loan mua cái này áo bra size M 20k. 20k mã bra. Size XL. Eo 70 79 đến 84. 79 84 100k mã 31. Dây dây. Này cổ ngoài sao cổ kiểu cổ yếm á. Size F. 40k mã kiểu. Size M 40k mã khóa tím mới keng spin. Rồi con này M nhỏ luôn, eo 66 cho đến 72. Đây là phối lưới nè, eo 66 72 80k mã 72. Em này M nhỏ luôn, ngực 86 đổ về 35k mã xanh. Wow, kiểu gì xinh này. Con này size M, M lớn, ngực 85, 89, 45k mã họa tiết. New Balance size S. Cho cái này S hay M. Cái này S lớn, ngực 84 đổ về mặt đẹp, 45k mã lá. Của dốc khay này size M, ngực 86 đổ về, 40k mã xanh. Con này size L, L ngực 88, 93, có nhiều mắc cài phía sau. Nó đánh XL luôn á, XL luôn, ngực 88, 95 được luôn nha mấy chế. 50k mã sọt 50. Sọt 50. Đây con hiệu iBody. Chất này rất là đã luôn. Size M, eo 66 cho đến 73. Cho mấy chế 135. Này chất nó ánh 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 luôn. Dai. 135 mã rêu. Size M 35k mã Loan. Ánh bình minh. Này size F. F eo 60 66 nha 110. Mã cao. Rêu cho Ngọc Nguyễn. 135. F M nè, nhảy aerobic vậy nè. 35k mã xanh. Có cái giỏng gót dưới. Ừ, đây quá đẹp. Con này size L, L nó để ít L mà tầm L lớn ấy là ok nha. Cái eo này là 68 cho đến 67 cho đến 73, quên 87, 77 cho đến 83. Đẹp lắm nha chứ, 150 mã hình trắng nữa nè, trắng xanh mờ, ngực 84 cho đến 88, 84, 88, 70k
thuyến tỏ. Size ML ngực 80-791, tầm L nhỏ 35K, mã 91. Rồi con này ML, M lớn, M thôi. Ngực 84-88-60, mã hồng. Kiểu dáng crop top bút liền, SM 35K, mã liền. Size S bút liền luôn, 70, mã số 2, liền 35 cho chị Chi Phương. Hồi áo này mới cứng luôn mấy chế ơi, size S 100K, mã 10, liền hết rồi em. Con này size S luôn, S này eo 64 đổ về, S nhỏ, quá xinh, 80K, mã ngốn. Size M 68-74, chất dày dặn 90K, mã 74, crop top size M 40K luôn, mã M 40. Gì mã 10, mã 10 ngực 87 không vừa. Con này size M ngực 86 87 đổ về, bút liền là 35K, mã liền xanh. Em xanh size M luôn, 84-88 45K, mã 88. Em Noel đâu kiếm chị đồ si mà kiếm, kiếm nhà nào đồ mới còn kiếm được. Size L ngực 87-90, nó để M mà con này to, ngực 86-91 nha, 45K, mã hồng. Trong kiện nó có cái gì thì làm đó. Con này ML72-77 hiệu anh ta 70K, mã đen. Một con chất dai size SM eo 65-70 80K, mã 80. Đạp cao nữa là size S nha, eo 66 đổ về mặt đẹp, 80K, mã xám cao. Con này M lớn, ngực 84-85-89, 70K, mã dây trắng. Thôi, nhưng bữa nay nó bị cái gì, ai gửi ra tin nhắn nó dính, nó không coi được. Dây trắng nè, cho Hà Hiền Thảo là 70. Size S 60-66 140, mã 14, rất là đẹp, rất là mới. Ừ, con này nó đánh L mà Fermit L nha, đánh L mà Fermit L, eo này là 78-84, rất dày mới tinh luôn chứ, 110, mã sọc. Hiệu anh đang size S cà cao 100K, mã xám cao. Cái con này mặc ôm cũng không có thấy. Con này cũng S luôn nha, eo 60-66 100K, mã hiệu đen. Thúc thị thường, mã xanh cao 140 chứ không có con 1130. Hiệu đen cho Hà Hiền Thảo 100. Chế Phúc Thị Hường ơi, có cái con xanh cao là 140 nha, còn xám cao là 100. Size L eo 74-77-78, chất dai 100K, mã 78.
66 đổ về 80k mã 66. Quốc Thị Hường ơi, có lấy cái con xanh cao 140 không? Sẽ ép. Ủa sao lộn đi lộn ngược nữa rồi. Size M nha. Cạp cao eo 68 cho đến 73. Chun mông mới tinh luôn. 150 mã cam. Xin hoa hay gì? Ơi, hôm nay con đủ lớn rồi mà. Rồi sao? Con đủ lớn để móc được để quay ông quá và móc được cái cửa. Size XL nha. Ơi, con đi lên đại coi chừng nhà. Size XL 35k mã xanh. Khóa hay móc? Có bóp không? Có bóp cửa là chưa? Để quên không? Có tắt thì coi giờ nó đèn nó quả. Size ML, trời con này mới đẹp quá. Quá mới quá đẹp luôn. ML su ren mặc với áo vest blazer vậy nè. ML ngực tầm 90 đổ về là mặt đẹp. 45k mã trắng. Đầy đủ lắm. Size S. Sáu mươi ký cao bao nhiêu số đo? Size S nha. 70k mã đen S. Mấy cháu phải biết số đo của mình, rộng chật chút xíu khó mặc lắm. Số ký nó chỉ tầm tạm ở mức độ nào thôi. Ừ, con này size S mà. 40k mã xanh. Nếu mà theo cái dáng bình thường là mặc size XL, XL nhỏ. Rồi em này size M nhỏ, ngực 86 đổ về. Con này mới đẹp, chất đã nó mới chế 80k. Mã áo. Size S luôn. Size S 80k mã mát. Một em còn tem size S luôn. 45k mã tem. Xong tự nhiên bị dính ở đây, em không biết là còn mấy người coi nên là biến quá. Ôi trời ơi, con quỷ này còn mà cắt hỏi nó đó. Hello hello. Size L là người 87 91. 40k mã đen. Con này nó là XL nhưng mà form L thôi nha. Ngực này tầm 87 91 thôi, mút liền, mới quá luôn. 140 mã liền cam. Áo kiểu size M 35k mã kiểu. Con này size XL, ngực 91 96, 40k mã 96. Còn tem tiếp. Đem con này size SM nha, ngực 83 đổ về 40k mã 83. Một em hiệu Bulawen size S. SM nhỏ ngực 85 đổ về 120 mở khoét lưng. Mới lên scale span. Uli Willow size S luôn. Dây em được không chị? Kiểu dây nào em? À, size S ngực 84 đổ về của Uni nè. Cho mấy trái 60k luôn đi. Mã 3 lỗ. 83 nè, 40. Cho chị Phương Ngọc ạ. Hiệu Sifilai size M ngực 83, 86
xanh 140 vép U là cái nào? Cái này không phải vép U. Con này nha, con này cạp cao nè, con này 140, không phải vép U đâu. Chế con cái lai nào vậy ta? Cái lai hôm qua thì mới có con xanh mà hết rồi. Con này ML ngược 90 đổ về 35k. Mã hồng. Rồi em này sang S ngược 82 đổ về 50k. Mã dây. Con này size SM 85 đổ về 85 đổ về, mà cái viền này nó không có, nói chung là mới ở khoảng 80%, 80-85 nha, mút liền để mấy chế 60. Mã lỗ áo size S mút liền 90k. Mã áo Rotter size L, rất tớ size là 40, mã 40 luôn, lỗ cho Phương Uyên 60. Mã dây. Mã dây. Mã dây 51kg đâu có vừa, con này không vừa nha. Có cái búa ở đâu? Rồi một con XL hiệu Kalenji mút liền nè. Ngực 91, 96, 35k. Mã liền xám, một con xung nhật nè cái chén. Rồi size LXL. LXL bông chen xung nhật 35k. Mã su. Không có chỗ để đồ. Con này size M ngực 83 cho đến 86. Ngực 83, 86 nè. 65k. Mã lá. Không, mấy con đó là em đọc ngực 82. Có con này nè, màu đen này nè, 50 nè. Con này thì ngực 80, 83, 87 nè. Lấy thì lên mã đen nha, 50k. Nó cũ dữ ta. Size M. Cái này nó để L, L nhỏ, E72, 77. E72, 77, 80. Mã 77. Con này của HM nó để XL, quên nó để L nhưng mà form XL. Eo này là 82 cho đến 87 của HM. 82, 87, 90k. Mã 87. Size S eo 64 đổ về, S nhỏ. Của Undermore 120. Mã 12. Size S eo 68 đổ về 70k. Mã số. Size S ngực 81 đổ về 35k. Mã khoáng. Một em size L. Size L hiệu Fila. Cái eo này là 74 cho đến 78. Cạp cao 150. Mã hiệu hồng. Mới ken ken ken. Đang có chụp hình câu like câu ơn. L, size XL, size XL cái chất lưới lưới nè, 60k. Mã lưới. Con này cũng là size XL bông chen, 60k mút liền nha mấy chén, mã ngắn. Size M eo 67-73, 80k mã sọc xanh. Kịch kịch kẹp kẹp.
cứng luôn. Con này ML bon chen nha, ngực 87 cho đến 92, 50k. Dạ quen. Còn em học mới nữa nè. Size ML ngực 86, 91. ML ngực 86, 91, 50. Mã học mới. Dạ quen cho phương viên 50. Con này cũng là ML luôn, ngực 86, 91, hút liền 50. Mã xám hồng mới 50 cho phương viên. ML luôn nha. Mới vui ra nó bụi quá. ML mút liền size L luôn. Con này size L này ngực 89, 94 luôn. LXL bon chen nha. Coi giãn tốt. Ngực 89, 94 nè. Lưới ở ngoài trước hai bên hông nè. Cho mấy chế 70k. Mã liền trắng hồng mới em hết. Xám cho đổ liễu 50. Không, dạ quen em sao nha. Đang nhìn từ dưới lên nha mấy chế. Đó. Đó thấy không? Thu Uyên hả? Trời ơi, tiếp tục một con lô nè. Màu này nó bị ấy rồi. Tặng nữa đi. Màu nó bị xuống màu ha. Tặng luôn đi. Con này size M. Size M mã tặng 3. Màu nó bị xuống 2 tông, 3 tông. Mã tặng 3. Em này size LXL 88, 94 của CPLine 35k. Mã 94. À, gỡ mút của Phương Nguyên nha. Tặng 3 cho Vân Ngọc Vân Anh. Con này size ML luôn, được 86, ngày 87, 92. Size L nhỏ 8792, 50k mã hồng. 9435, 35 cho Hằng Hồng Vân Võ 35. Size S 40k, mã đen 40. Một con Uni Willo. Con này nó để M mà phơm S thôi nha. Ngực 84 đổ về. Ngực 85, 84 đi cho nó đẹp. 84 đổ về nha. Của Uni 80k. Mã liền hồng. Đen nè. Đen 40 cho Nguyễn Thị Hồng Lý. Để riêng đi nó thích bụi. Có đơn inbox cho em nha. Ôi một con đen đẹp nữa nè. Hiệu chữ V size M. Size M nha, 66 cho đến 72. 66, 72. 100k. Mã đen cao. Hồng Lý 40. Mã đen em hết rồi. Nghe số đo và chốt giùm em nha. Nghe số đo và chốt. Tại vì số ký nó không có chính xác nha. Size M 35k, mã sọc xanh. Sọc xanh. Tiếp tục con Uni nữa nè. Uni size S ngực 80 đổ về bút liền. 65k, mã rêu. ML size L, ML nè. Body 35k, mã body. Hiệu Trang. Trang ML ngực 90 đổ về 30k. Mã hồng 84. 84 gì? Mã này mã liền. Liền hồng 80k.
80, đồ để riêng luôn. Con này ngược 81 đổ về bút liền, nó bị áp màu nhẹ, đây là 35k. Tí xíu nha. Mã xanh. Size L, eo 73 cho đến 78. Chắc con này rất là đẹp luôn, 70k. Mã 78. Liền hồng của Nguyễn Thị Hồng Lý rồi xin Lê thôi. Chế có đơn inbox nha. Cố gắng chốt đủ 100k ship. Rồi M nhỏ từ 85 đổ về nè. 50k mã kiểu. Cái này áo bờ ra SM nha. S thôi. 20k mã bờ ra. Chốt rồi mà chưa đi. Rồi con này size L, cái này để mặc bình thường cũng được nha, chốt rất là dày. Cái kiểu nó cái cạp nó dày nha mấy chế. Chốt dày đẹp. 60k. Mã đen 60. Size L E7378. E7378 là 70k. Mã sáng. Màu con hiệu 100. Size M. Ngực 83-87. 35k. Mã 87. Khóa hồng. Khóa hồng này size M luôn. 40k. 40k mã khóa. Em muốn like gì em like. Nhìn nó dính thì nó dính. Mã 87. 87 cho Nguyễn Diệu Linh. Dự phòng cho Thu Hường nha. Nếu Diệu Linh không đủ đơn hoặc không inbox thì em để qua cho Thu Hường. Size XL được 89-95. XL nhỏ được 89-95-50k. Mã chữ. Con này size L ngực 90 đổ về 40k. Mã 90. 35. Rồi con này tầm size M, eo 66 cho đến 73. Cạp cao. Nó để L mà tầm M nha. 66, 73, 100k. Mã xanh cao. SM, eo 66 cho đến 71. 90k. 90k. Mã xanh 90. M nhỏ eo 6672. Ngoài sao nó có cái này là chữ X lên nha. Cao lên chỗ cái thắt eo của mình á. 100k mã hồng kiểu. Size L. Size L eo này 76 cho đến 81, L lớn của Kalenji 90k mã lá. Con này nó đánh M mà phơm này tầm S là được nha. Eo này 61 cho đến 68. Cạp cao. 100k mã tím cao. Tím cao, cao tím. Nó đam mê. Tím cao. Nguyễn Hồng Lý. Canh. Con này nó đã đít L nhưng mà tầm ML thôi. Eo này 72 cho đến 77. Eo 72, 77. 90k. Mã 77. Em này nó để size XL nhưng mà này tầm M lớn, L nhỏ nha. ML luôn, eo 72, 76. Có chun mông này, 72, 76, 100k, mã 76.
size XL nhỏ L7782. Ở dưới nó có bo, chất này đẹp lắm nhưng mà nó hơi bị răng chỗ này tí xíu. 90k. Mã bo. Trời ơi, nó đã đổ sụp một lâu đài. Tiếp tục một quần bo gấu. Mình xả ra thì mặc thành ống suông nha, size L. Mình xả ra thì mặc ống suông, còn mình rút vô thì thành quần bo. Size L 70k, mã tím. Size S cà cao eo 56 cho đến 65. 120. Mã rằn. Đây một cái quần bo size L nữa nè. Eo 73-78 chất tập. Là nó làm dạng rộng rộng phơm này. 100k. Mã đen. Để em coi coi còn ai coi không. Có thấy ai tương tác gì chứ. Bữa tự nhiên nó bị dính cái tin nhắn gì của ai gửi. Xong nó dính nó luôn. Hôm nay ai chấm bài mà không thấy mắt coi. Đồng biến lại quá. Lu lu này tầm size S eo 60 cho đến 67. 60-67. Cái này nè, đó, cái like của nó bị sức xíu chỉ cái phần like nha. Nhưng mà nó vẫn còn dính. Mình mặc như vậy cũng ok. Em thấy em báo gì cho mấy chế. Khỏi gia cố gì hết, để gì mặc luôn cũng đẹp nha. Luôn luôn nè. Rồi cho mấy chế con này 130. Mã loai. Cái này nó kiểu nó đánh thời trang thôi, không phải hiệu nay. Size S. Size S eo 60 cho đến 66. 80k. 80k mã 66. Loan 130 của Vân Ngọc Vân Anh. Gen size S 40k mã gen. Size S ngược 80 đổ về mới ken luôn nha. 80k. 80k mã cam. Mã 66. 66 cho nu nu 80. Ít L nhưng mà tầm size size L thôi. Ngực 88-92. Cài sau lưới lưng rất là xinh, mới lắm. 50k mã đen. Cam cho Nguyễn Diệu Linh. 80. Size L 35k. Mã dây. Mã dây. Size XL 40k, ngực 91-96, mã 40. Kiểu rất tớp mà mặc chơi chơi kiểu kiểu thành tăng tớp cũng được. 20k. Mã đen. Dây. Dây. Dây là em nào trời. Cam size S nha. Dây. Ủa dây là con nào trời. À đây. Dây này là size L nha Nhung Trần. ML á. 35. Nè, cho Nhung Trần nhét mút. Đen cho Thương Hoài. Nãy nói nhiều quên mất. 20. Chị không biết thì chị báo sai đó. Chị đâu biết em sai gì. Cái ngực đó tầm ngực đó 86 cho đến 91. Thương Hoài 20. Đen 50. Ít cái lưới rồi sao nè. Cho Trinh Ngô 50. Size S dáng rất tốt. Đây con này M. M
86 đổ về dán lớp top 45 mã crop. Áo giữ nhiệt sẽ ép biến chế 35k mã 35. Đen là phải cái 20k không chế Hương Hoài. Con này nó đánh ép nhưng mà form M eo 70-75. Eo 70-75 loại này là loại gì? Kiểu em không có. Ok, bỏ cái dây của nghe rõ sai giùm em nha mấy chế. SML 72 đổ về 60k. 60k mã 60. Hiệu Âu Navi size L eo 77-82. 60 mã 82. Con này size S eo 67 đổ về 70k. Mã 67. Con mới chát luôn size L. Size L nha, ngực 87-92 80k mã liền ca. Cái này LXL, áo mặc bên trong như áo ghen nó 35k, còn tem mã tem. Anh cho mượn một ống cho em ạ. Size F 30k mã ren. Liền cam size L em 86 sao vừa, 87 đô lên mặc với ok. Con này size XL eo 80-85 hiệu ASICS là 80k mã hiệu. Con này 2XL nha, được 100-101 luôn. 40k mã to. Size XL nữa. 91-96-50k mã hồng. Size XL eo 82-87 khối lưới. 90k mã lưới tím. Cái váy size ML eo 72-77. 60k mã váy. Quần size LXL eo 77-83. LXL eo 77-83 130 mã sọc. Hồng size XL 50. XL nha The Nguyễn. 50 The Nguyễn hay Thế Nguyễn gì kêu theo em. Size LXL eo 77-83. Cạp cao chất dai 100k mã 83. 50. Size F eo 60-67 120 mã sọc. Con F này đẹp lắm luôn. Size F eo 60-66 120 mã bi. Size XL eo 80-85. Eo 80-85 70k mã phối. Sọc 120 cho đủ liễu. Size S. Size S 80k mã áo. Con này SM, cái này về thêm dây vô nó có sẵn dây nha. 10k. 10k mã xám. Size XL eo 81-86-35k mã sọc xanh. Size L lớn eo 77-82 của ASICS luôn. Eo 77-82 80k mã 82. Con này ép ngực 83 đổ về cài sau nè. 40k mã đen cài. Size M eo 71-76. Eo 71-76 110 mã beo.
cái nào lá cái bơi không sai ép mà. Cái này nó có mấy cái này giống như nó bị xuất sức. 35k mã bơi về mình gỡ ra luôn cũng được. Mã bơi size M em 6773 80k mã 73, size L em 76 cho đến 70, ô 72 76 L nhỏ 72 76 80 mã sọc xanh. Con size L này đẹp nè, eo 72 cho đến 76 luôn, 100k mã chữ. Tiếp tục con này size M ngực 84-88 60k mã lưới học. M nhỏ ngực 82-86 của VFU, mà cái lưới này nó hơi hồng hồng như vậy nhưng mới chế 45k, áo mới đẹp 45k mã cài sâu. Size XL ngực 91-96 60k mã sọc vàng. Size XL ngực 90-95 50k mã crop. Con này của Anta size SM ngực 86 đổ về, cái viền này nó hơi nhạt nhạt xíu nè, 35k mã đỏ. Size L ngực 87-92 45k mã da. Ủa hôm qua cái áo của khách sạn là không biết của đâu. Size XL 92-97 mút liền 70k 70k mã tím. Con này size L, size L ngực 88-92 70k mã xanh cài. Đây sẽ ép phơm nhỏ nữa nè, ngực 79 đổ về, 79 đổ về, 90k mã trắng, trắng tinh luôn, tím cho Đặng Nguyệt, tím ngực 92-97 XL nha, 70, xanh đó ngực 88 đổ lên mà xem mặt vừa, em toàn rồi lấy đại về kia cũng vừa, size M ngực 83-88-40 mã khóa sáng. Size L của anh ta luôn, ngực 89-94 8994 size L 55k mã hiệu sáng. Con này LXL ngực 8792 LXL, tầm size L 8792 45k 45k mã chữ V, khóa xám 40 nè. Cho Thương Hoài mã hiệu xám 55 cho Hằng nắm. Hằng nắm con này XS ngực 80 đổ về mút liền 70k luôn mã đen. Size L 73-77-35k mã 35. Con này nó đánh L mà phơm tầm M là đường eo 71-75 eo 71-75 100k 55 100k mã sám phún. Một em CV line size M nhỏ ngực 84 đổ về, ngực 84 đổ về hiệu CV line là 45k mã chữ sáng, 35k cho Hàng nắm. Con này size L nữa là ngực 86-91 35k mã sọc. Size L luôn nha, ngực 86-91 luôn 45k mã kiểu.
size XL 35K mã tập, sọc 35 cho hàng nắm. Size XL luôn, eo 80-85, eo 80-85, 60K mã 85. Size S nhỏ eo 64 đổ về, 80K mã 64. Áo size LXL 50K mã áo. Size 2X eo 84 cho đến 89, 60K mã gió. Size M hiệu Calenzi eo 68 đến 73, 100 mã 73. Size M eo 68, 73 luôn, 65 mã ngố. Cái này bút liền nè. Size SM 86 đổ về 45K mã 45. Con này nó để S nhưng mà phân S 84 đổ về nha, 50K mã 3 lỗ. Size S 35K eo 67 đổ về mã viền cam. Màu eo hiệu Puma size M eo 71-75, M lớn eo 71-75, 130 mã xịn. Cái này tầm nó để M và tầm S sinh nhiệt là 30K mã nhiệt. Tiếp tục một em Fila size M eo 66-72, 90K mã hiệu. Đây còn con XL này nè mấy chế, ngực 91-96-50K mã hồng. Con này M nhỏ nha, ngực 86 đổ về, ngực 82-86 M nhỏ 65K mã tím kiểu. Con M nhỏ ngực 85 đổ về luôn, 35K mã cài sau. Size S 35K mã khóa. Size S mút liền ngực 81 đổ về 50 mã liền đen. Con này cũng size S ngực 82 đổ về, 83 đổ về, nó có nhiều cài, 70 mã hồng cài. Size S nhỏ này mua cho bé mà cũng được. XS mô trang ngực 78 đổ về 35K mã tương tác. Con này ML ngực 90 đổ về 60K mã vàng. Size L 40 mã crop. Size S 35 mã S 35 luôn. Áo tăng tớp SM 50 mã tăng. Tím cài, tím mã hồng cài. Cái đó nếu chị 51kg chị mặc không có vừa đâu chị. Em hỏi chị là 51kg là chiều cao bao nhiêu. Có tuổi là số đo nó cũng khác. Ví dụ 51kg mà trẻ trẻ người ta có thể ta mặc size M. Còn mình có tuổi lớn là mỡ nó nhiều á là phải mặc size L. Có người mặc tới XL luôn. Còn con tím đó nó ngực 86 thôi. Tím kiểu với hồng cài. Hồng cài ngực 83, 51kg không bao giờ vừa. Rồi L, XL nha. Hôm nay ngực 88 cho đến 93, 50K. Chị phải nói số ký của chị á. Ngực 85 là không có vừa con này. Con này 83 đổ về. Ngực 85 là con này là vừa. Đó, có con này nè. Tiếng này không, cũng không vừa luôn, con này sẽ ép. Đi em ạ.
sẽ ép ra 50k mà đi. Mẹ muốn sắp nghỉ luôn, bán không thấy người. Size L ML ngực này 80. Lên mã giùm em nha mấy chị. 50k mã gì? Con này size M ngực 84 88. Size M ngực 84 88, 55k mã xanh kiểu. Size M hiệu Anta là ngực 83 87, 65k mã chữ xám. 50k là mã gì vậy chế ô? Xanh kiểu nè, 55 cho Hương Đặng. Thu Hương chứ Thu Hương, trời ơi. 50 là cái con size này đúng không? Size XL người 8893. Dây trắng. Dây trắng là cho hàng nắm nè. Dây trắng hàng nắm. Vậy là của chế hàng nắm rồi, chế Đặng Nguyệt ơi. Chế lên không đúng mã. 50. Cái này ngực 83 đổ về xe S 70k. Chế lên không đúng mã, chế kia lên đúng mã, chốt cho chế kia. Size M là ngực 83 cho đến 88. 65k. Mã đen lưng. Cái này size XL 20k, mặc như áo áo giữ nhiệt, áo ren bên trong 20, mã 20 luôn. Cái kia size S nha. Con này là size S. Nó để M mà phơm nhỏ ngực 85 đổ về thôi. Ngực 85 đổ về bút liền là 35k. Mã đỏ. Cái kia size S có vừa không em ơi? Ngực đó 81 đổ về thôi. Size M ngực 83 cho đến 87. 60k mã khóa hồng. Size XL lớn này dáng rất tốt, ngực 92 97. Nó là cái mút mỏng mỏng ở đây nha, nó có sẵn đây luôn. 40k mã trắng. Ủa đang hỏi Nhung Trần mà. Cái này size S. Ngực 81 đổ về nè. Ngực 81 đổ về 65k mã tím kiểu. Kiểu cái hoa hoa gì nè. Còn này ngực 83 đổ về 70k mã hồng cài. Mấy chị hỏi gì em không có biết luôn á. Size S mã gì chị? Trong khi em đưa lên size S nó một đống. Hiệu size L nhỏ eo 72 cho đến 77. Ok, hồng cài nè. Ủa? Hồng cài này là cho hoa quách là 70. Em lấy con này đúng không Nhung Trần? Cái này 81 thôi, còn cái hồng cài thì mới 83. Lên đúng mã giùm em nha mấy chế, hồng cài với lại tím kiểu đi. Con đó không biết con nào đâu. Eo 72 77 nè. Cạp rất là cao. 7277 cạp cao 100k mã đen cao. Rồi Nhung Trần là 65. Mã này hoa quách 70. Size S dáng rất tốt, ngực 83 đổ về 35k. 35k mã 35. Size S luôn hiệu chữ V, ngực 82 đổ về 50k. Mã sọc. Cái này size XL mới chế mặt tay ống ngực, áo bờ ra bên trong 20k. Mã 20. Em này là size SM ngực 84 đổ về. Ngực 84 đổ về 50k. Mã 84. Đây con này M nhỏ luôn, ngực 83 87. Cái này nó không phải hiệu nha, nó
kiểu gì không? Ngực 83, 87 là 70k. Không, cái này 82, 86 thôi. M nhỏ 82, 86 thôi. 70k. Mã yếm. Size ML. ML. Ngực này 85 cho đến 9, 85 đến 89. 45k. Mã crop. Size L. Mút liền. Ngực 88 đến 92. Rồi sao kiểu nào hồi trước nó đục lỗ. Cho mấy chế 80k. Mã da. Size L nữa nè. Ngực 87 cho đến 91. Mút liền 70k. Mã cam. Con này L nhỏ ngực 87 91 luôn. 70k mã yếm xanh. Con áo kiểu này size M mút liền 20k. Mã liền xanh. Size S dáng crop top 60k. Mã hồng S. Con này size L. Nó chắc nó mỏng mát mát nha, 35k mút liền luôn. Mã mát. Em này của Victor mà cái viền nó hơi nhạt nhạt màu. Size M cho mấy chế 30k. Viền nó hơi màu hơi ấy ấy xíu. 30. Mã cam 30. Size M người 84-88 dáng crop top 60. Mã lưới hồng. Này kiểu mặt mát mát nha, 10k chất cô tông. 70k. 10k con này mã đen. Này như là gen SM này, còn tem 40k. Mã mới. Cái này cũng kiểu bình thường không phải hiệu. Size M nhỏ, ngực 86 đổ về 35k. Mã 35. Một em hiệu của Hàn Quốc. Rất là mới luôn. Cho mấy chế con này 100k. Size S. Mã hiệu S. 35 cho Chi Phương. Mã đen là con nào à? BB Phạm. Đen mờ nhỏ ngực 86 đổ về là 45k. Mã crop. Còn con XL nữa mới chế 35k nè. Ngực 91, 96, 92, 97 được luôn. À 92, 97 nha. 35k mã xanh đậm. 35 em hết luôn rồi, có người lấy này. Cứ lên mã thôi, chị đừng viết nhiều. Chị viết nhiều vô là lên mã sao người ta. Của BB Phạm 10k. Con này ML nè, của Su nè, được 90 đổ về mặt đẹp 45k. Mã Su. Su phố riêng rất là mới. Size S 100k, mã áo. Size M là ngực 83, 84, 87, 60k, mã khóa hồng. Con này 35 nè. Size M ngực 83, 87, 35, mã loan nè. Con này cũng 83, 86 nè, 40, mã xanh. Su nè, 45 cho Huyền Trân. Bỏ vô cái rổ ngay tay thôi. Huyền
145. Sun New Balance size F SM 85 đổ về. Cái này hơi bị chóc tem rồi, nhưng mà nó mới lắm, 40. Mấy trái 40 nha. 40 mã lá. Hóa hồng 60 cho Toan Nguyễn Thị. Inbox giùm cho em nha chị ơi. Inbox vô cái bếp đang like nha, cố gắng lấy đủ 100k em ship 60 cho Toan Nguyễn Thị. Con này size ML ngực 87 91 45, mã rằn. Size ML ngực 85 đổ về 35k, mã khóa xanh. Cam này quá đẹp luôn mấy chế. 87 91 mút liền size L 80k, mã cam đậm. Nó quá đẹp mà không ai lấy. Mã rằn 45 cho Thúy Võ. Cái đó size L mà. Cam đậm nè. Cam đậm cho chị Huế Nguyễn size L nha chị. Rất là mới. Size L nha. Chị Huế Nguyễn là 80. Size F là 80. Mã áo. Size XL ngực 91 96, 35. 35k mã 96. Size M 40k mã khóa tím. Size S là 40k mã cột dây. Áo 100 có. Cúc áo. Cái này ngược 91 96 là 50 mã lưới. Em này size S dễ thương. Chế 60k ngược 81 đổ về, mã 60. Con này LXL, L lớn XL nhỏ bon chen ngược 90 96, 55k mã dây đen. Size M ngược 83 87 40, mã xám. Size L 88 92 50k, mã khóa đen. F nhỏ E 64 đổ về 80, mã 80. Mã dây đen hả? Dây đen 55. Dây đen cho Đặng Nguyệt 55. Con này ML rất siêu đẹp luôn nha. Cái này giống hàng của Kim Sách. Ngược 86 cho đến 91. 75k mã dây hồng. Con này hiệu Phila size FM ngược 87 đổ về. Nó là tăng tập, vừa cái tập bên trong vừa áo tăng bên ngoài 80k. Mã hiệu. Size L nữa là ngược 87 91 40, mã L xám. SM hiệu nay ngược 87 đổ về là 100k, mã hiệu tím. Con này LXL eo 80 85 80 85, 100k, mã 85. Size F eo 60 67, 100k, mã xám. Size M ngược 85 đổ về tầm SM nha. 35 mã khóa tím.
size nó đếm L nhưng mà ML bon chen, ngực 86-90, 40k, mã xanh 40. Em luôn luôn quần ống ống rộng là size M 120, mà cái này nhảy giùm ba đụng đẹp này mấy chế, mã 12. Cái này giùm size L, mặc bơi hay mặc tập gì cũng được, chạy xe đạp cũng được luôn, 50k, mã liền. Khóa size ML 86-90, 35k, mã khóa. Này dán rớp tớp size M 83-87-50, mã xanh. Quần size M eo 71 đổ về 100k, mã sọc. Rồi xinh đẹp đây, size SM 20k, mã nâu. 20k, mã nâu. Mã khóa. Khóa là 35. Khóa 35 cho Toan Nguyễn Thị. Size L của Mulawe là 90k, mã chéo. Size M bút liền, ngực 83-87, 60k, mã liền sáng. Con này SM ngực 82-86, ngực 82-86, 60k, mã lưới. Chéo cho Đặng Nguyệt 90. Chun mông size S eo 61-60, 61-67, 150, mã rêu. Size S ngực 83 đổ về 60k, mã 83. Rêu 150 trên nhung trực. Đây em có con này size LXL này, chế chế nào ngực 8995 bút liền, hiệu Domios 8995 bút liền nha, 80k, mã liền tím. Size M nè, ngực 83-87 nè, 70k, hơi bẩn xíu ở đây giặt được nha, cái này bẩn dơ thôi. 70k, mã trắng tiểu. Size M ngực 83-87 luôn, 60k, mã loan. Size S 70k, mã xanh. Size S 40, mã đen. Trắng tiểu 70 cho nhung trần. Này của hiệu cái cây này size M eo 67-73-90, mã xám. Xanh cầm cao này siêu đẹp. Size M nhỏ eo 65-70, 130, mã xanh cao. Uniqlo size M nhỏ, ngực này tầm 84 đổ về mặt đẹp, 65k, mã hiệu. Xanh cao cho Vũ Yến 130. Áo lỗ tròn là cái gì chị? Yến Vũ. ML ngực 91 đổ về 40k, mã crop. Cao này nó đánh L nhưng mà tầm M là được,
70-75, eo 70-75, 100k, 100k, 100k mã 10, cái này size S 35k, mã hồng S 40, Thanh Thủy Phạm 40, đơn hôm qua đi rồi nha, chế này ra đơn mới, Thanh Thủy Phạm 40, size S 80k, mã phối, size M, eo 67-73, 80k, mã sọc xanh. Rồi rồi, 40 màu đen rồi. Con này LXL bon chen nè, mút liền nè. 18995, 60k, mã ngắn. Cái lỗ ngoài sao là cái nào? Hiểu anh ta siêu đẹp đấy chứ.